Nissin Electric Việt Nam được thành lập tháng 11 năm 2005 là một công ty thành viên trong tập đoàn Nissin Electric Nhật Bản. Địa chỉ số 7 đường 11, khu công nghiệp Tiên Sơn, xã Hoàng Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Nissin Electric Việt Nam có hai nhà máy số 1 10.000 m2, nhà máy số 2 7.727 m2. Các mặt hàng chủ lực mà Nissin Việt Nam cung cấp chủ yếu gia công cơ khí chính xác, khung vỏ tủ điện, gia công kim loại dạng tấm, lắp ráp tủ điện, thiết bị nhà xưởng, hệ thống thanh cái dẫn điện Busway hay Bus Duct. Để có được những sản phẩm gia công cơ khí chính xác, đóng góp rất quan trọng của các kỹ sư thiết kế của phòng bán hàng kỹ thuật. Đây là công đoạn đầu trong chuỗi quy trình sản xuất của Nissin Electric Việt Nam. Phòng bán hàng kỹ thuật đảm nhận vai trò tư vấn, trao đổi với khách hàng, lập báo giá, thiết kế, chuẩn bị trước cho các sản phẩm. Với đội ngũ kỹ sư đầy năng lực, Nissin Electric Việt Nam tự tin đảm nhận được tất cả các yêu cầu về các sản phẩm cơ khí chính xác, khung vỏ cho khách hàng. Nissin Electric Việt Nam là doanh nghiệp quản lý chất lượng sản phẩm và môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 14001-2015. Nissin Electric Việt Nam hiện tại là đối tác sản xuất của nhiều công ty ở Việt Nam và trên toàn cầu. Chính vì vậy, các máy móc, thiết bị của Nissin Electric Việt Nam rất đa dạng và hiện đại. Máy đột dập hiện nay Nissin Electric Việt Nam sở hữu một máy IMZ3612 MII và hai máy AE2510 do hãng Amara sản xuất. Đây là một trong những máy hiện đại nhất trên thế giới của dòng máy đột dập. Máy chuyên dùng gia công kim loại tấm, khổ máy có thể gia công được lên tới 6m và độ dày vật liệu có thể gia công được 4,5mm. Máy hoạt động hoàn toàn tự động theo chương trình được thiết lập. Ngoài ra, bên Nissin Electric Việt Nam có 3 máy Pega 357 của Amada. Fiber Laser and Sheet 3015 AJ là dòng máy mới nhất của Amada được Nissin Việt Nam đưa vào vận hành nhằm đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các đối tác cũng như chất lượng sản phẩm. Với công nghệ cắt fiber hiện đại nhất hiện nay, giúp máy có thể nâng tốc độ cắt cao hơn với nét cắt đẹp hơn. Máy laser ML3015EX của Mitsubishi có thể gia công được nhiều hình dạng phức tạp, độ dày có thể cắt được các tấm lên tới 25mm, cho chất lượng sản phẩm cao hơn so với các phiên bản cũ. Máy bending, máy uốn HG1303 do hãng Amada sản xuất, có lực ép lên tới 130 tấn. HG1303 có thể gia công sản phẩm có chiều dài lên tới 3m. Ngoài ra, chúng tôi cũng có 10 máy bending từ 35 tấn đến 120 tấn. Machine Center Horizontal MB8000H gia công trung tâm trục ngang với bàn máy có kích thước lớn, do vậy có thể gia công nhiều chi tiết lớn với độ chính xác rất cao. Ngoài ra, Nissin còn có những dòng máy khác cũng có thể gia công nhiều chi tiết lớn với độ chính xác cao như máy Machine Center Vertical. Để tăng sự tuần hoàn trong nhà máy, chúng tôi đã xây dựng một dây chuyền khoan táp cho các sản phẩm hàng loạt. Việt Nam là quốc gia có nguồn lao động dồi dào, do đó chúng tôi có thể lựa chọn được đội ngũ công nhân có tay nghề cao. Các thợ hàn của chúng tôi chăm chỉ và khéo léo hàn ra những mối hàn đều và đẹp. Robot sẽ giúp đảm thực hiện những chi tiết mối hàn yêu cầu kỹ thuật cực kỳ chính xác. Đó là điều mà Nissin Electric Việt Nam đang hướng đến, nhiệm vụ mở ra tương lai của con người và kỹ thuật. Với quy trình xử lý bề mặt trước khi sơn hiện đại, giúp chúng tôi có được một bề mặt tốt nhất trước khi sơn. Ngoài việc đào tạo những công nhân có tay nghề cao cho lĩnh vực sơn, chúng tôi cũng đầu tư một dây chuyển sơn tĩnh điện khép kín để giúp chất lượng được ổn định hơn. Để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng, chúng tôi xây dựng thêm các buồng sơn nước. Với việc đào tạo được nhiều công nhân có tay nghề cao, giúp sản phẩm sơn nước luôn đảm bảo chất lượng cũng như đáp ứng được mọi yêu cầu từ khách hàng. Với một công ty Nhật Bản, chất lượng luôn là điều quan trọng nhất với chúng tôi. Với quy trình kiểm tra sản phẩm khắt khe, chúng tôi luôn mang tới khách hàng những sản phẩm đẹp về hình thức, bền về chất lượng. Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng cho những sản phẩm lắp ráp hoàn thiện, chúng tôi xây dựng hệ thống phòng lắp ráp sạch sẽ với diện tích 3.000m2, được trang bị đầy đủ hệ thống cầu trục và trang thiết bị phục vụ lắp ráp. Chúng tôi có thể đáp ứng mọi mặt hàng lắp ráp từ yêu cầu của khách hàng, từ những sản phẩm nhỏ tới các khung tủ kích cỡ lớn. Để hàng hóa được bảo đảm an toàn đến tay khách hàng, chúng tôi nhận đóng gói và tư vấn đóng gói cho tất cả các sản phẩm.
với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và giàu kinh nghiệm về xuất nhập khẩu hàng hóa trong nước cũng như nước ngoài. Chúng tôi có thể đáp ứng hỗ trợ giao hàng trên toàn thế giới. Với đội xe vận tải chuyên nghiệp, chúng tôi nhận giao hàng tới mọi nơi trên toàn quốc.